Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ du hành đến thế giới rồng siêu tuyệt vời. Những sinh vật ngô lòi ấy đang trông ngóng gặp gỡ tụi mình đó nha. Chúng ta có rất nhiều món đồ chơi ở đây luôn cả nhà. Và tớ muốn bắt đầu với cái hộp này. Bộ đồ chơi vùng đất bí mật. Và nhìn thấy các bạn, có một cái nút. Và có đèn sáng lên nữa. Là em răng sún, đúng là em ấy rồi. Tụi mình mau mau mở hộp và quan sát kỹ hơn nào. Wow, cái hộp này cứng thật đấy. Rồi, đây là hướng dẫn nè. Để tớ đọc xem sao nhá. Tụi mình sẽ lấy em rồng ra, bỏ em ấy vào hang và... Nhìn này, cái đèn sẽ sáng lên và chúng ta nhìn thấy hoa văn trên người bé rồng. Làm ngay thôi. Em đâu rồi răng sún ơi? Giờ đây nào, đừng xấu hổ. Thỉnh thoảng mấy cái bao bì cứ làm tớ bực cả mình nhá. Ở đây tụi mình sẽ cần dùng kéo. Lại đây nào rồng xinh. Wow, cậu chàng bảnh quá. Và đôi cánh thì siêu mềm. Wow. Cả đuôi em ấy nữa. Cái gì cũng dẻo luôn. Bé răng sún cười dễ thương chưa này. Lại còn có đôi mắt xanh lá nữa, ngầu như trái bầu nhá. Bỏ răng sún vào hang xem sao nhá. Các bạn xem những đường kẻ xinh xắn trên trán cậu bé nè. Còn lưng thì sao nhở? Tụi mình cùng kiểm tra cái cánh nhá. Wow, xem nào mọi người ơi, các đường kẻ cũng xuất hiện trên cánh và cột sống của rồng cũng tỏa ánh sáng xanh. Nhìn như phép màu thực thụ vậy. Cơ mà hang của răng sún cũng xinh phết nhở. Các tinh thể rất rực rỡ và màu sắc cũng cực kỳ xinh đẹp. Tớ thích lắm luôn. Đợi ở đây nhá, tụi chị mở món đồ chơi tiếp theo đây. Đây là món thứ hai trong dòng vùng đất bí ẩn đó mọi người. Nhìn này, tớ nghĩ đây là Light Fury. Tuyệt quá, tớ đoán đúng rồi. Cậu bé là bạn gái của răng sún đấy. Cậu rồng này là một em Night Fury. Mọi người ơi, các bạn thích rồng nào hơn? Light Fury hay là Night Fury ta? Hãy bình luận nhá. Lấy cái hang ra nào. Mọi người xem nó có đẹp không này. Còn sặc sỡ hơn nơi ở của răng sún luôn nhá. Và tụi mình cũng có thể bật đèn luôn. Lấy bé rồng ra đây nào. Oopsie, hình như tụi mình phải dùng tay kéo lần nữa rồi. Nào lộ diện đi. Các bạn ơi, cô bé xinh xỉu luôn á. Bé làm tôi nhớ tới một em mèo con. Cánh và đuôi của em cũng dẻo nè. Light Fury trông duyên dáng hơn Night Fury nhở. Cô bé có đôi mắt xanh dương và bốn chân giống chân mèo vậy ạ. Để xem em bé Fury này tỏa sáng thế nào trong hang nhá. Nhìn kìa, cũng giống y như Night Fury luôn. Trên trán của cô bé có hiện một vài biểu tượng. Và từ đằng sau tụi mình có... chỉ có đôi cánh tỏa sáng thôi, nhưng lại vô cùng rực rỡ và xinh đẹp luôn. Bé cưng ra đây chơi với răng sún nhá. Giờ chị sẽ đẹp hộp một vài người bạn mới toanh cho các em. Tụi mình có gì ở đây thế này? Để xem nào. Là một chú rồng, tớ phải huấn luyện cậu mới được. Xem mẹ ơi, chờ chút, đến cuối video tụi mình mới mở rồng lớn mà. Nhưng cậu đến đúng lúc đấy, cậu lấy giúp tớ chút nước ấm với nhá. Ok, tớ đi ngay. Và trong khi Sam đang bận lấy nước, tụi mình mở đồ chơi mới nhá. Em bé này thuộc dòng đồ chơi đổi màu và tên của cậu chàng là Hook Fang. Giờ chúng ta quan sát kỹ hơn nhá. Mở hộp, đúng rồi đó. Và... nắm miếng nhựa dễ ghét này. Wow, bé cưng dễ thương chưa này. Cả nhà ơi, các bạn có biết rằng Hook Fang có thể phun lửa và đốt cháy mọi thứ không? Tớ mang nước cho cậu đây này. Nhưng đây có phải cái ly mà tớ đưa cậu đâu, Sammy. Thật á, tớ còn chẳng để ý luôn. Chắc tớ bỏ lỡ phần hay ho nhất rồi nhở. Đâu có đâu, giờ công đoạn thú vị nhất mới chuẩn bị được thực hiện đó, Sammy. Nhìn này. Wow, nhìn này bé Sam, màu sắc của em rồng chuyển sang vàng rồi, như màu ngọn lửa. Tuyệt quá đi. Chủ tròa mà ơi. Ở đây cùng bạn bè nhá, Hook Fang. Và giờ chúng ta sẽ mở món tiếp theo. Đây là một em Stormfly. Chúng ta sẽ đập hộp cô bé để quan sát kỹ hơn. Chà, cái hộp này cứng đầu thật đấy. Chúng ta cần xé hết miếng bìa cứng này đi và lấy em. Oops, ra đây chơi nào em bé đáng yêu. Stormfly nổi tiếng nhờ những cây gai có độc và màu da tím xanh dương cực kỳ xinh đẹp.
để xem cô bé chuyển màu trong nước thế nào nhá. Cẩn thận này. Và mọi người ơi, mấy cái đốm chuyển thành màu hồng sáng đó. Giờ em có thể tham gia câu lạc bộ rồng xinh rồi. Em rồng tiếp theo là Meatlug. Chú bé này rất yêu hòa bình và tốt bụng luôn. Nhưng cái hộp khó mở quá đi mất thôi. Các bạn nhỏ phải thử vài lần đấy. Bé rồng này cực kỳ đặc biệt vì cậu chàng ăn sỏi đá đó nha. Nhìn em ấy yêu chưa kìa. Đôi cánh cực dẻo và chắc hẳn mấy cái đốm này sẽ chuyển màu cho xem. Cả nhà ơi, mọi người có biết tại sao bé rồng này có tên là Meatlug hay bị thịt không nhở? Hãy bình luận nha. Giờ tụi mình bỏ cậu bạn vào nước nào. Nhìn kìa mọi người, các chấm trên đuôi của cậu chàng cũng như hai cái sừng hóa đỏ rồi. Vi diệu quá đi. Và khi các bạn lấy em ấy khỏi nước, rồng sẽ trở lại bình thường. Mà này, cả nhà có thể xoay đầu bé rồng nữa nha. Đây, giờ em có thể quẩy với bạn bè rồi. Và chú rồng đổi màu cuối cùng chính là răng sún. Chúng ta đã biết một chút về bé cưng này rồi nhỉ. Răng sún là thuộc dòng Night Fury và là một trong những chú rồng thông minh nhất. Với lại cậu bé cũng tinh nghịch lắm. Bé răng sún này trông thân thiện quá à? Và tớ cũng rất thích cách đôi cánh mềm này di chuyển nữa. Như thể em ấy đang bay vậy. Để xem bé cưng thay đổi thế nào nhá. Wow, nhìn này, những đường xanh dương rực rỡ hơn nhiều luôn, cứ như đang sáng lên vậy á. Tham gia cùng cả nhóm nào quý ngài răng sún. Giờ đã đến lúc mở cái túi bí ẩn rồi mọi người ơi. Xé túi đầu tiên thôi. Cái gì vậy ta? Tụi mình không cần cái này đâu. Và wow, lại là một anh chàng răng sún. Tụi mình có một bạn rồng giống vậy rồi Shu ơi. Đúng thế xem ạ, nhưng hai bạn này khác nhau lắm. Nhìn nhá, dường như Toothless này đang phòng thủ. Cậu có thể nhìn thấy em ấy đang nhe răng và mở vậy. Còn em này thì không. Eeny meeny miny mo. Mở túi này đi. Ai là rồng tiếp theo vậy? Trời ơi, lại là Meatlug nè. Nhưng cậu bé này đang há miệng rất to. Nằm nằm. Mà này, cánh của em ấy dẻo lắm. Và chú rồng tiếp theo. Ai ở trong này vậy? Và đây là... một em Light Fury. Cũng xinh y như em, có thể tỏa sáng trong bóng tối hồi nãy luôn. Hai em ấy ở cạnh nhau nhìn đẹp đôi quá. Và tiếp nào. Chú ơi. Bọn Sammy này nè. Cậu có cần chuyên gia hỗ trợ không chú? Có chứ, cậu mở cái túi này đi. Vậy đợi ta xíu nha chú. Thế tớ sẽ mở túi khác. Ush, giờ là ai thế nhờ? Wow, là bạn Hideous Zippleback với hai đầu và hai chiếc đuôi. Một đầu sẽ phun khí ga và đầu còn lại châm lửa. Đây là những bạn quái vật siêu đáng sợ. Chú ơi, nhìn này, chú rồng thuần hóa tớ rồi. Wow, lại một em răng sún. Tụi chỉ có một bé tương tự rồi nên chỉ đặt em vào hang nhá. Có một em tương tự là sao hả chú? Tao muốn một cơ hội nữa cơ. Ba wow, đây này. Tớ sẽ trở lại ngay. Và tụi mình sẽ tiếp tục đập hộp những chú rồng nhá. Hôm nay vui thật đấy. Ai vậy ạ? Là Cloud Jumper. Màu sắc của cậu bé rất là xinh, cùng với chiếc đuôi xanh dương nữa. Với lại em ấy có hẳn hai đôi cánh luôn. Bảnh trai quá ta. Mở luôn túi tiếp theo nào. Và ở đây tụi mình có... Wow, anh em sinh đôi của Cloud Jumper này. Nhập bọn cùng bạn bè nào. Mở túi tiếp theo thôi. Đập hộp lúc nào cũng tuyệt hết nấc. Wow, là Stormfly. Nằm trong túi nên có bé hơi bị nhăn nheo á. Nhưng không sao cả. Mà này, Stormfly không có những đốm màu tím sáng. Chắc cô rồng này còn bé đó. Không biết tụi mình có mở được bé rồng nào mới không nhỉ? Khám phá xem đây là ai nào. Lại đây bé ơi. Wow, đáng sợ chưa này. Đấy là một em Skull Crusher. Và cậu bé trông giống khủng long lắm luôn. Chú rồng này cũng có mấy cái gai trên đuôi nữa. Ai là bé rồng tiếp theo vậy ta?
Wow, hồi nãy tụi chị đã mở được hai em rồi. Giờ tham gia cùng bạn bè nào. Kế tiếp. Ta-da! Và chúng ta có ai ở đây vậy? Midluck đáng yêu ơi, em cũng ngồi đây chơi luôn nha. Chào mừng em. Tớ cực kỳ mong được mở một em rồng mới luôn. Khám phá nào. Wow, mọi người ơi, là bé răng sún. Nhưng em này có màu bạc. Đúng là một màu sắc lạ thường. Các bạn có thích màu này không? Hãy like nếu có nha. Tiếp theo là ai vậy? Không biết có phải rồng mới không ta? Không phải rồi, nhưng ít nhất thì tụi mình chưa có nhiều em này. Lại chơi cùng gia đình nào bé con. Và một cái túi nữa, chúng ta có nhiều túi thật đấy. Lại là một em răng sún nè. Ai là rồng kế tiếp nào? Để xem. Và đó là Lake Fury, xinh tươi tuyệt vời luôn. Chàng răng sún đúng là may mắn. Simi ơi, tụi mình đã mở được những bé rồng này rồi. Thật sao? Thôi kệ vậy, khi nào mở rồng siêu to thì cậu gọi tới nhé Siêu. Ok, ta sẽ hú cậu. Đến lúc mở một túi nữa rồi. Và... cuối cùng cũng có một em rồng mới. Là Hook Fang đó. Mọi người xem này, cậu bé nhìn hơi khác một tẹo. Cái đuôi làm chúng ta nghĩ đến ngọn lửa. Còn miệng của em bé thì đang mở. Giờ chúng ta có cả một gia đình Hook Fang ở đây rồi. Và cái túi tiếp theo đến đây. Tụi mình xem bên trong nhá. Và đó lại là một em Hook Fang bùng cháy. Chị để em ở đây để đi lấy túi mới nhá. Tụi mình không còn nhiều túi bí ẩn nữa đâu cả nhà ơi. Là bé xinh của tụi mình. Chúng ta chỉ còn 3 túi nữa thôi. Để xem ai đang trốn trong này nào. Các bạn đoán xem là ai đi. Nhớ bình luận bên dưới nhé. Ai vậy ta? Lại một bé răng sún nữa đó. Anh chàng đẹp trai của chúng ta. Và tiếp theo nè. Để xem lại đây nào. Là một bạn Hook Fang nữa. Đây là túi cuối cùng rồi cả nhà yêu ơi. Ok, giờ chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn. Tụi mình tìm thấy một em Stormfly nữa. Và thế là xong. Hết sạch túi rồi. Đã đến lúc ngắm nghía toàn bộ bộ sưu tập rồng của tụi mình. Ai bảo rằng rồng không có thật chứ? Chỉ là các em ấy không để lộ danh tính thôi à. Và giờ đã đến lúc mở cái hộp to nhất. Trong đó là một em răng sún khổng lồ có thể phun lửa vào những cái vảy phát sáng đó. Với lại tụi mình có thể cho nước vào trong răng sún, cô bé sẽ thở ra hơi nước và phóng điện. Điều quan trọng nhất đây này, 56cm luôn nhá. Em ấy siêu to luôn. Siêu to hả? Cậu mới nói siêu to sao? Mau mau mở hộp đi. Và... Wow, tụi mình phải lắp ráp cậu bé. Thú vị quá đi mất. Đầu tiên là đọc hướng dẫn nè. À, tụi mình không cần cái này. Và... đây là tất cả các bộ phận. Chúng ta sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết để nạp nước và gắn tia sét vào chú rồng, với cả cách bật em ấy lên. Bắt đầu nha! Trả tự do cho bé rồng nào, nhưng nhớ phải cẩn thận với những bộ phận sắc nhọn nhé cả nhà. Các bạn nên nhờ người lớn giúp mình. Tụi mình chuyển ngay nào! Giờ hãy gắn cái đuôi nha! Xong xuôi, xem này các bạn nhỏ ơi, khi mở cánh ra thì nó rất là to luôn. Wow, với lại đôi cánh này cũng dẻo y như những đôi cánh tí hon. Còn màu sắc của chú rồng thì đúng là đỉnh. Bé rồng này mây lóng lánh làm sao. Và đây là cái đuôi được sửa sang y như trong phim nè. Các bạn có thể thấy sự khác biệt của nó với phần đuôi thật. Chứ, cậu quên cái gì rồi này. Cảm ơn Sammy nha, cậu lại đúng lúc như mọi khi luôn. Hãy mở phần chứa pin ra nhá. Và ở đây tụi mình cần tới 3 viên pin luôn. Bỏ vào đó từng viên một nào như thế này.
Chúng ta sẽ lật ngược răng sún lại và mở cái túi ra. Và tụi mình đang cố mở. Đây là bộ phận thay thế nên bây giờ tụi mình chưa cần tới đâu. Còn đây là hộp rót nước và đây là các tia sét. Tớ biết tớ lại đúng lúc như mọi khi mà. Cảm ơn Sammy nhiều. Tụi mình hãy lấy nước đầy cái bình đáng yêu này nào. Và đổ nước vào em rồng. Mở nó ra và rót nữa nhá. Đến lúc giải khát rồi bé ơi. Tụi mình chỉ cần gắn tia sét vào răng sún nữa thôi. Gần như thế này nè. Cạp và xong. Và bước cuối cùng là bật chú rồng lên và mở đèn. Và wow, đỉnh quá chóp. Chú rồng này sống động quá à. Tay phải là để bắn nè. Ra đòn. Em rồng này mới hay ho làm sao. Mà này, cơ thể của chú bé cũng phát sáng luôn đấy. Mọi người ơi, chúng tớ chết mê chết mệt mấy em rồng này rồi. Còn các bạn thì sao? Đúng đúng, hãy viết trong phần bình luận nha. Chú ơi, đến lúc chơi rồi đó. Được rồi này, Sammy ơi, của cậu đây. Và các bạn nhỏ ơi, mọi người nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này với bạn bè nhé. Bye bye. Chào tạm biệt.